Bệnh nhân 91 xuất viện 11 tháng 7 thì Stephen về tới Scotland ở tại cái viện điều dưỡng. Thật ra Stephen bên đó chỉ có vài người bạn thôi, nhưng mà chắc có thể là khi mà về bên đó thì cái văn hóa của họ với lại cái ăn uống với lại có những cái viện điều dưỡng xung quanh đó, họ nói chuyện thì nó tinh thần cũng tốt hơn. Và cho tới ngày thỉnh thoảng thì nhắn tin hoặc là gửi email. Thì sau khi mà biết tôi ra ngoài Đà Nẵng thì lúc đó là ngày 12 tháng 8, tức là sau một tháng của Stephen về bên Anh, bên Scotland, thì Stephen mới gọi và nhắn tin. Lúc đó gọi thì tôi cũng thấy không nghe được, sao đến là nhắn tin là Stephen là xuất viện trước đó là một tuần rồi. Xuất viện trước đó một tuần, và hiện tại là thời điểm đó là Stephen đã đi bộ được, nó đi được hơn 500 mét và được về nhà và trở lại cái sinh hoạt gần như là bình thường. Thì khoảng sau khi mà Stephen cũng rất là ngạc nhiên là tại sao mà mình lại tiếp tục mình xong khoa, mới vừa xong đó mà lại xong khoa ra Đà Nẵng như vậy. Thì Stephen cũng rất là động viên và rất là trân trọng những cái việc mà tụi các anh em làm. Stephen cũng nói là Stephen làm phát ngôn chính thức cho cái đài BBC News. Thì Stephen cũng nói rất nhiều về những cái nỗ lực của phía Việt Nam mình trong cái chống dịch, và cũng đã cảnh báo với rất nhiều người là cái dịch Covid này nó rất là nặng nề. Khi mà Stephen nói là thời điểm đó Stephen cao to mạnh như vậy mà còn tổn thương phổi nặng nề như vậy thì mọi người không nên xem thường. Và những ngày gần đây thì Stephen nói là Stephen đã có thể sinh hoạt đi lại bình thường, và mong muốn là hy vọng là có thể là cố gắng làm sao hồi phục hoàn toàn bình thường để mà trở lại cái công việc bình thường. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.